Chào mừng các em học sinh khối 8 đến với bộ môn giáo dục công dân. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Chúng ta vừa nghiên cứu xong một số quyền và nghĩa vụ của công dân. Những nội dung này là những quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy Hiến pháp là gì? Vị trí và ý nghĩa của Hiến pháp như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay. Bài 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần 1 La Mã đặt vấn đề. Phần này các em đọc sách giáo khoa giùm cô trang 54. Sau khi các em đã tự đọc phần đặt vấn đề trang 54, thì cô có câu hỏi: trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mà theo em đó là sự cụ thể hóa điều 37 của Hiến pháp. Đáp án của cô: ở đây cô sẽ nêu điều 14. Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Vậy thì từ điều 37, điều 119 của Hiến pháp và các điều luật trên, em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa Hiến pháp và luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật hôn nhân và gia đình? Đáp án: giữa Hiến pháp và các điều luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp Hiến pháp và cụ thể hóa Hiến pháp. Hiến pháp là cơ sở, là nền tảng của hệ thống pháp luật. Kết luận: khẳng định Hiến pháp là cơ sở, là nền tảng của hệ thống pháp luật. Từ khi thành lập nước năm 1945 đến nay, nhà nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp và vào những năm nào? Thì để nắm rõ vấn đề này, chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của Hai La Mã. Chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần Hai La Mã nội dung bài học. Một nhỏ, Hiến pháp là gì? Trước tiên, để tìm hiểu Hiến pháp là gì, cô giới thiệu sơ qua cho các em biết về Quốc hội. Thì Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội ban hành Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Vậy từ khi thành lập nước năm 45 đến nay, nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp và ban hành vào năm nào? Từ khi thành lập nước, nhà nước đã ban hành 5 bản Hiến pháp. Đó là những năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Mỗi bản Hiến pháp ra đời đánh dấu một thời kỳ, một giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Năm 1946 là đánh dấu thời kỳ cách mạng tháng 8 thành công. Năm 1959 đánh dấu miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 1980, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 1992 là thời kỳ đổi mới. Và 2013 là thời kỳ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Cô giới thiệu cho các em biết về Hiến pháp năm 1946. Thì cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Vào tháng 1 năm 1946 thì Quốc hội khóa 1 được bầu ra. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên. Hiến pháp năm 1946 còn gọi là Hiến pháp của nhà nước dân tộc dân chủ nhân dân. Hiến pháp gồm 7 chương và 70 điều. Hiến pháp năm 1959. Thì vào năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 10 tháng 10 năm 1955, chính phủ trở lại thủ đô
Năm 1959, Quốc hội ban hành bản hiến pháp mới. Hiến pháp năm 1959 còn gọi là hiến pháp của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Hiến pháp gồm 10 chương và 112 điều, do Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh công bố hiến pháp vào ngày 1 tháng 1 năm 1960. Cô giới thiệu hiến pháp năm 1980. Thì vào đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, hiến pháp năm 1959 không còn phù hợp. Hiến pháp năm 1980 ra đời, còn gọi là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Hiến pháp gồm 12 chương và 147 điều, do Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký sắc lệnh công bố vào tháng 12 năm 1980. Hiến pháp năm 1992. Thì vào năm 1986, nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, hiến pháp 80 không còn phù hợp. Hiến pháp 1992 ra đời là hiến pháp của thời kỳ đổi mới, gồm 12 chương và 147 điều. Hiến pháp 2013, qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992 nhằm thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Hiến pháp gồm 11 chương 120 điều. Các bản hiến pháp Việt Nam là sự thể chế hóa đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng. Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 là sửa đổi, bổ sung hiến pháp. Vậy, hiến pháp là gì? Một nhỏ, hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác được xây dựng, ban hành phải dựa trên cơ sở quy định của hiến pháp, không được trái với hiến pháp. Vậy thì bản chất của nhà nước ta là gì? Bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nội dung hiến pháp quy định những vấn đề gì? Nội dung hiến pháp quy định về chế độ chính trị, bản chất nhà nước, đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước của nước ta. Vậy thì các quy định của hiến pháp là căn cứ cho các ngành luật khác là đúng hay sai? Đáp án: đúng. Vậy thì tóm lại, nội dung của hiến pháp sẽ quy định những vấn đề gì? Cô và các em sẽ cùng nhau đi vào phần 2 La Mã, hai nhỏ, nội dung hiến pháp quy định những vấn đề nền tảng, những nguyên tắc mang tính định hướng của đường lối xây dựng phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Vậy thì hiện nay chúng ta đang thực hiện hiến pháp của năm nào? Đáp án của cô: hiến pháp năm 2013. Vậy thì việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hiến pháp do cơ quan nào thực hiện? Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát hay Quốc hội? Đáp án của cô: Quốc hội. Chúng ta sẽ đi vào phần 3 nhỏ của hai La Mã: hiến pháp do Quốc hội xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục được quy định trong hiến pháp. Cô có câu hỏi: hiến pháp là hệ thống pháp luật có hiệu lực cao nhất, đúng hay sai? Đáp án: đúng. Câu hỏi kế tiếp: từ khi nhà nước ta ra đời đến nay, ban hành bao nhiêu bản hiến pháp? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Đáp án của cô: 5 bản hiến pháp. Tình huống, Cẩm hỏi Thanh: theo cậu, có phải chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi hiến pháp không?
Thanh trả lời, không phải đâu, có nhiều cơ quan tham gia ban hành và sửa đổi hiến pháp, trong đó có cả chính phủ đấy. Thậm chí ông chú của tớ làm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia sửa đổi hiến pháp cơ mà. Câu hỏi, theo em, Thanh nói như vậy có đúng không? Vì sao? Đáp án, Thanh nói như vậy là không đúng, vì chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành hiến pháp. Chúng ta cùng đi vào phần 4 nhỏ của hai la mã nội dung bài học 4 nhỏ. Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật. Tình huống, sống với nhau gần được 10 năm, nhưng bà H luôn phải nhẫn nhục trước mặt ông chồng vũ phu, nóng tính và hay chửi bới đánh đập vợ con. Sự việc gần đây nhất, do không đồng ý việc bà H luôn dồn tiền mua cho con gái một chiếc xe đạp để đi học, ông P đã đánh bà gãy tai. Biết chuyện, mấy chị em trong hội liên hiệp phụ nữ xã khuyên bà H nên biết dùng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Em hãy cho biết vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội đối với mỗi công dân. Trả lời, ở nước ta, các quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa và xã hội được tôn trọng, được thể hiện ở các quyền công dân, được quy định trong hiến pháp. Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các luật về dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, thuế, đất đai, giáo dục, v.v. cụ thể hóa nội dung, cách thức thực hiện các quyền của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể. Mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật. Cho nên ở đây người chồng đã vi phạm quyền cơ bản của công dân. Việc đánh đập, chửi bới vợ con là vi phạm pháp luật đã được quy định trong hiến pháp. Câu hỏi, Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua vào ngày tháng năm nào, gồm có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? A. Ngày 28 tháng 11 năm 2013. B. Ngày 20 tháng 4 năm 2013. C. 30 tháng 5 năm 2013. D. Ngày 9 tháng 12 năm 2013. Đáp án của cô. A. Ngày 28 tháng 11 năm 2013. Hiến pháp gồm 11 chương và 120 điều. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Bài 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một la mã đặt vấn đề. Hai la mã nội dung bài học. Các em ghi hết vào vở phần 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ và 4 nhỏ vào tập.
và các em sẽ cùng nhau giải bài tập 1. Dưới đây là một số điều luật trong Hiến pháp 2013. Em hãy sắp xếp các điều theo từng lĩnh vực. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu ở điều luật điều 16. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vậy thì điều 16 này thuộc lĩnh vực nào? Đáp án của cô. Điều 16 thuộc lĩnh vực quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu điều 50. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vậy thì nội dung điều 50 này hợp với lĩnh vực nào? Đáp án: chế độ kinh tế. Điều 58. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Vậy thì nội dung điều 58 này hợp với lại lĩnh vực nào? Đáp án: lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ. Điều 33. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nội dung điều luật này hợp với lĩnh vực nào? Đáp án: quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều 32. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức cá nhân theo giá thị trường. Vậy thì điều 32 này hợp với lĩnh vực nào? Chế độ kinh tế. Điều số 2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân làm chủ. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Điều số 2 sẽ hợp với lại chế độ chính trị. Kế tiếp, điều 102. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước. Điều 86. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thuộc về tổ chức bộ máy nhà nước. Cô và các em sẽ cùng nhau giải bài tập số 2. Căn cứ vào điều 69, em hãy cho biết những cơ quan nào có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới đây. Thì đây là đáp án của cô. Cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản, chúng ta thấy hiến pháp, luật doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng cũng như luật giáo dục là đều do quốc hội ban hành. Còn về Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ ban hành về quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ ban hành về điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bài tập số 3. Em hãy sắp xếp các cơ quan dưới đây vào hệ thống các cơ quan nêu trên. Và trên màn hình là đáp án của cô. Cơ quan quyền lực nhà nước chúng ta sẽ xếp vào đó là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cơ quan quản lý nhà nước bao gồm có Chính phủ, Ủy ban Nhân dân quận, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan kiểm sát gồm có Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cơ quan xét xử gồm có Tòa án Nhân dân tỉnh. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.